Đây, chào các anh chị, hôm nay sẽ hướng dẫn cách để mình cài đặt các cái add-in thêm cho phần mềm Vivid Travel InfoBook Navitbook để mình làm BIM. Thì đầu tiên á, mình sẽ vào tài khoản, sau đó chọn vào Product and Service. Thì trong đây sẽ có danh sách các cái phần mềm, ví dụ mình sẽ bấm vào nút search, mình vào Revit, bấm vào Revit thì ở dưới này nó sẽ có cái mục là View Details, mình chọn vào. Đó, ở đây thì mình có thể cái mục Update là cài đặt bản cập nhật mới nhất, còn Extension là những cái add-in cài thêm. Thì mình nên cài thêm phần, ví dụ ở đây sẽ cài thêm cái phần là Share Reference Point for Autodesk Revit, là điểm chia sẻ cái điểm này với lại bên Civil 3D. Và mình cài thêm một cái nữa là Revit InfraWorks Update 2025. Nếu như muốn phân tích kết cấu Revit với Robot thì cài thêm này. Đó là phần Revit. Nên mình phải cài thêm mấy cái đó ha, mình cài thêm. Tiếp theo là mình qua bên Civil. Mình cũng vào nút là View Details. Mình vào Extension. Thì mình sẽ cài thêm cái là IFC 4.3 Extension Autodesk Civil 3D 2025, và thêm cái phần là Coordinate Transformation Tool, đó là cái chuyển đổi tọa độ của Civil. Còn cái tính năng dưới thì khi nào cần thì mình cài thêm. Nếu mình cài thêm, mình muốn cài thêm cho phần mềm nào thì mình cứ cài. Ví dụ như phần InfraWorks thì nó sẽ có cái phần Extensions. Nếu như mình dùng cái nãy mình ở trong Revit hoặc là InfraWorks thì nó đều có cái này. Revit InfraWorks Update 2025.